6 sai lầm về tiền bạc cả những người thông minh cũng có thể mắc phải. Tôi không thích đánh bạc vì tôi cho rằng đó là công việc kiếm tiền một cách quá khó nhọc. Tôi ghét phải nhìn thấy tờ 100 đô la của mình biến mất trong một cái máy mà không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Quản lý dòng tiền là yếu tố quan trọng nhất để quyết định thành công của quản lý tài chính, bởi không ai trong chúng ta có thể may mắn trúng xổ số hoặc thừa kế một khối tài sản kếch xù từ khi mới sinh ra. Chúng ta đều phải làm việc chăm chỉ và tiết kiệm tiền để làm giàu. Và theo Forbes, dưới đây là 6 sai lầm về tiền bạc mà những người thông minh nhất cũng có thể thường mắc phải. Điều thứ nhất, mua đồ giảm giá. Việc bạn cố gắng vác một món đồ giảm giá về nhà có thể là một sai lầm lớn. Đó không phải là một cách tiêu tiền thông minh, mà là một sự lãng phí. Dù cho giá trị của sản phẩm giảm giá đó đến đâu hay bạn tiết kiệm được bao nhiêu, nhưng khi mua một món hàng, nó cũng vô ích nếu như bạn không dùng đến hoặc không có nhu cầu dùng nó. Hay nói một cách khác, bạn đang ném tiền qua cửa sổ. Phụ nữ thường có thói quen đi mua sắm khi có thời gian rảnh, và họ có thể mang cả cửa hàng quần áo giảm giá về nhà, bày kín tủ đồ mà chưa dùng đến một lần. Do vậy, trước khi mua một món đồ giảm giá nào, bạn cũng hãy đặt câu hỏi: bạn có thực sự muốn món đồ này không? Và bạn có thực sự thích món đồ này hay không? Và bạn sẽ dùng nó vào việc gì? Điều số 2, mua những thứ không cần thiết. Bạn đã từng bỏ ra hàng nghìn đô la để mua một cây cảnh bonsai đặt trong nhà. Hay hôm trước bạn vừa mua một chiếc xe thể thao mui trần sang trọng để xứng tầm sành điệu với bạn bè, nhưng hôm nay lại thấy nó quá nhỏ và bạn quyết định đổi sang một chiếc sedan lớn hơn. Do chăm sóc không cẩn thận, cây bonsai của bạn đã chết. Chiếc sedan của bạn đã bị lỗi thời vì có nhiều mẫu xe mới ra mắt hiện đại hơn mỗi ngày. Kết quả, dường như bạn đang mang tiền đi từ thiện cho các nhà sản xuất. Mẹo giữ tiền tốt nhất là bạn nên cất chúng vào trong ví và hạn chế chi tiêu những thứ không thực sự cần thiết. Điều thứ ba, dùng tiền cho những vấn đề không thể giải quyết bằng tiền. Để có được một làn da trắng sáng, bạn chi cả hàng đống tiền cho các loại mỹ phẩm, kem dưỡng da, spa tắm trắng. Nhưng có những cách đơn giản đem lại hiệu quả bất ngờ mà chẳng tốn một xu, chẳng hạn như tập thể dục đều đặn, uống nước nhiều và ngủ đủ giấc. Hoặc khi mệt mỏi, bạn cho rằng ăn uống hay đến những trung tâm mua sắm sang trọng để có thể giải quyết stress. Trong thực tế, có những cách giải quyết mà bạn không hề hay biết, như đi dạo cùng bạn bè hoặc ngồi tâm sự với chú cún cưng của bạn. Đừng bao giờ cố vung tiền cho những vấn đề không cần tiền để giải quyết. Và điều thứ tư, không dám chi tiền vào những việc quan trọng. Mục đích kiếm tiền của bạn là gì? Có đơn giản chỉ là bạn khư khư cất tiền và không dám chi tiêu vào những nhu cầu thiết yếu của mình. Đôi khi, bạn cần chấp nhận chi tiền cho những việc thực sự và quan trọng đối với cuộc sống của mình. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy những giá trị thực sự của việc kiếm tiền và dùng nó để thỏa mãn ước mơ. Điều số 5, không tiết kiệm. Hầu hết chúng ta đều có xu hướng kiếm được tiền và sẽ lo trả nợ đầu tiên. Bạn thanh toán hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nhà, tiền điện nước, sau đó mới tiết kiệm và chi tiêu cho bản thân. Tuy nhiên, lời khuyên tài chính khôn ngoan là hãy dành mỗi khoản để chi tiêu cho bản thân trước, sau đó là tiết kiệm. Hàng tháng, bạn nên dành một khoản tiền nhất định để tiết kiệm và đừng dùng số tiền này cho bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả trong trường hợp khẩn cấp. Điều số 6, không dám mua đồ đắt tiền. Bạn sống cạnh một con sông khá đẹp và bạn muốn mua một cái ống nhòm để hàng ngày ngắm cảnh. Tuy nhiên, bạn lại đắn đo giữa các loại ống nhòm đắt tiền và một chiếc khác rẻ hơn. Bạn chọn mua một chiếc rẻ hơn để tiết kiệm tiền. Bạn cứ nghĩ rằng đã có một khoản tiết kiệm hợp lý, nhưng cuối cùng kết quả lại không như bạn mong muốn. Chiếc ống nhòm mà bạn đã mua không được sắc nét và cũng có thể không được nhìn quá xa như bạn mong đợi.
Bạn cảm thấy thất vọng và quyết định bỏ tiền để đi mua một chiếc khác tốt hơn mà bạn đã từng bỏ lỡ trước đây. Kết quả, khoản tiền tiết kiệm không được như mong muốn và thậm chí bạn còn mất thêm tiền. Đó là 6 sai lầm về tiền bạc ngay cả những người thông minh có từng phải mắc. Ai cũng có sai lầm và để rồi trải qua những sai lầm họ sẽ đúc rút và thay đổi và sống thông minh hơn. Cảm ơn Thiên Đức, chúc anh chị vui vẻ và may mắn trong cuộc sống.